Mai xin phép giới thiệu với các anh chị một chiếc xe Honda AB đèn LED đời cuối 2017, màu vàng đồng, còn khá là liền lạc, đẹp, sạch sẽ, đẹp, liền lạc, sạch sẽ. Và với chiếc xe Honda AB 125 FE là điện tử tuyệt đẹp đời cuối 2017 này, nó mang biển số 59D241148. Thì với chiếc xe AB bánh mặt kiểu này rất là đẹp, thì với chiếc xe này thì mình muốn bán với giá là 27 triệu nha các bạn, 27 triệu cho chiếc xe Honda AB đời cuối 2017, xe chính chủ và quý nhân sang tên và hút. Cảm ơn các bạn rất nhiều.